Xin chào các bác, hôm nay tôi quay nhanh cái clip giới thiệu đến các bác cái mẫu 108 hạt trầm hương sánh chìm nước. Thì cái hàng này nó là hàng trồng nhưng mà nó là hàng loại 1 của hàng trồng các bác nhé. Thì đây là tôi khách đặt hàng thì tôi quay nhanh để giới thiệu các bác cái mẫu 108 hạt size 5 ly và size 6 ly cho nữ. Thì khách người ta đặt thì tôi mới làm, còn hàng này thì bây giờ tôi cũng ít làm lắm. Chủ yếu bây giờ tôi làm hàng thiên nhiên, hàng núi rừng đấy, hàng thiên nhiên núi rừng, có nghĩa hàng nó tự mọc trong rừng trong núi. Còn hàng này nó là hàng trồng, hàng con người mình trồng xong mình cấy, mình ghép tạo thành trầm, nó cũng rất là tốt, rất tốt, và giá thành của nó hợp lý, phù hợp với những người nào mà mới chơi trầm mà chơi cái hàng nó chất lượng. Thì hàng này nó là hàng cũng gọi là đẹp của cái hàng trồng và giá thành của nó rất là hợp lý, nó không như hàng tự nhiên. Hàng tự nhiên thì giá của nó rất là cao, mà các bác nào mà mới chơi trầm thì các bác nên sử dụng những cái mẫu trầm như thế này. Từ dưới chúng ta chơi lên thì nó sẽ hay và nó có những cái trải nghiệm rất là thú vị các bác nhé. Còn nếu mà các bác nào mà đã chơi trầm rồi hoặc đã sành trầm, hoặc các bác đến tận nơi shop mà hướng shop, các bác bên tôi sẽ tư vấn cho các bác những cái sản phẩm trầm hương thiên nhiên núi rừng 100%, có kiểm định, có bao kiểm định, bao test hàng chuẩn 100% các bác nhé, yên tâm. À, bên tôi bây giờ tôi chủ yếu làm cái hàng núi, hàng chuẩn thôi, vì là bên tôi là bán chủ yếu là uy tín và lấy cái chất lượng làm đầu. Đây là hai cái mẫu 108 hạt 5 ly và 6 ly tôi làm cho khách đặt thì tôi mới làm. Còn cái mẫu này thì tôi vẫn làm nhưng mà tôi làm ít lắm, bây giờ tôi không tập trung làm vào cái mẫu này nữa, mà tôi tập trung vào những hàng thiên nhiên, hàng núi rừng. Hàng thiên nhiên núi rừng thì nó bây giờ tôi đi về cái hướng như thế. Còn cái hai hướng như này các bác muốn đặt hàng thì tôi vẫn làm được, vẫn có nguyên liệu làm cho các bác nhé, nó cũng rất là tốt, rất đẹp. Đây nó gỗ của nó khá là màu sắc rất là đẹp, nó màu đen đậm này, và vân của nó cũng khá là đẹp. Đây là size 5 ly thì giá thành của nó, loại này thì giá thành của nó hợp lý, vừa túi tiền, tùy vào các bác muốn chơi như nào, sở thích sở trường của các bác. Các bác nào mà thích muốn hàng thiên nhiên, tư vấn hàng thiên nhiên thì cũng báo tôi để tôi tư vấn cho các bác nhé. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, bên tôi miễn phí ship toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền. Tôi xin dừng clip ở đây, chúc các bác sức khỏe, thành công và may mắn trong cuộc sống. Xin chào.